Chào mọi người, hôm nay mình sẽ làm clip review về một em show mới như mình đã hứa. Do khoảng thời gian trước Tết và trong Tết, nhà mình quá là bận đi nên mình không có thời gian làm clip được. Nên hôm nay tranh thủ trong khoảng thời gian rảnh thì mình làm ngay để thực hiện lời hứa của mình. Và mình sẽ không nói liên thoa liên thuyên nhiều nữa. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi thẳng vào review luôn ha. Trước hết chúng ta cùng sơ lược một vài thông tin về brand này nhé. Có thể nói, Glam Cream là một hãng mỹ phẩm không còn xa lạ đối với những tín đồ mê làm đẹp hiện nay. Được sáng lập bởi Dodia, một người có đam mê yêu thích các màu sắc của Unicorn. Cô còn được gọi với một cái tên thân mật là Unicorn Win. Glam Cream ra mắt vào năm 2008 trước Halloween 2 tuần. Và ở năm 2009 thì Glam Cream cho ra mắt dòng Unicorn Lipstick. Và vào năm 2012 thì dòng son kem chính thức xuất hiện. Và dòng son kem này đã làm đổ đốn biết bao nhiêu là tín đồ mỹ phẩm mê lúc đó luôn. Và ngoài ra, Glam Cream còn có thêm nhiều sản phẩm khác dành cho mắt, mặt, nails. Và mình cũng chỉ mới mua thử sản phẩm đầu tiên của Glam Cream thôi. Và mình đã lựa chọn thử một cây son kem của hãng. Vì theo mình tìm hiểu á, thì mình thấy son kem được khen nhiều hơn các loại sản phẩm khác của Glam Cream đó mà. Cảm nhận của mình khi cầm son trên tay là vỏ son nhám, không giống như những vỏ son kem của những brand khác. Mặc dù đơn giản ở phần thân nhưng lại nổi bật ở phần nắp với hoa văn màu đỏ. À, dù màu son có khác nhau đi nữa thì vỏ giấy lẫn nắp son vẫn chủ đạo màu hoa đỏ như vậy luôn đó nha. Và tiến tới phần chất son nào, như clip trước mình đã nói ở phần review K-Kali hay là K-Chanel, mình đã nêu quan điểm rằng mình rất ít xài son kem bởi vì mình ghét cái cảm giác nặng môi hay cảm giác như trát vữa lên môi á, do ám ảnh cây Kali quá. Nên khi mua em này thì mình thú thật là mình không kỳ vọng lắm, nhưng khi xài thử á thì mình lại đổ đốn đứ đừ em nó luôn đó. Như các bạn thấy, mình mua màu pumpkin, một màu cam gạch cực dễ xài với hộp cho các loại tông da luôn. Và chất son của Glam Cream thì nhẹ tên, không mâu khô hay quá dày cộm giống như là Kylie, có thể đánh lòng môi hay dư thời gian chỉnh sửa bôi viền vô tư luôn nếu có ai đó giống như mình hay run tay mỗi lần quẹt son á. Mùi son á thì cũng khá là dễ chịu, không gây khó ngửi hay là cảm giác khó chịu tí nào luôn. Và nếu cô nàng nào còn đang lăn tăn về em son kem đa dạng màu hay chất mỏng nhẹ bao luôn cả việc tô lòng môi á, thì cứ về với đội của Glam Cream nhé. Màu pumpkin này mình cũng nói thêm á, là khá ưng luôn. Mình thấy nó dễ xài, dễ hợp với các loại tông da lắm luôn đó nha. Nên nàng nào đang kiếm cam đất hay đang say mê màu son này thì đừng quên tham khảo màu pumpkin này luôn nha. Clip review của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Các bạn nhớ like và nhớ góp ý cho mình nha, những khuyết điểm ở trong clip của mình. Mình sẽ tiếp thu và sửa chữa nó ở clip sau. Bye bye.